Sáng 24 tháng 10, Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, sau 3 ngày tích cực khẩn trương điều tra, Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng. Chào mừng bạn đến với ứng dụng BadoVN, báo đọc bằng giọng nói hàng đầu Việt Nam. Bạn có thể tải hoàn toàn miễn phí trên Google Play cho Android hoặc trên chợ ứng dụng cho iPhone. Link tải được đính kèm trong phần mô tả cuối mỗi video. BadoVN luôn cập nhật tin tức 24 giờ nhanh nhất với đủ các đầu mục nóng hổi, thời sự, kinh doanh, pháp luật, sức khỏe, góc nhìn cuộc sống, tâm sự và đặc biệt, bạn có thể trao đổi hoặc tương tác với các thính giả khác. Giao diện ứng dụng được thiết kế thân thiện, trực quan, giọng đọc dễ nghe, truyền cảm chắc chắn sẽ làm quý thính giả hài lòng. Chuyên mục sức khỏe, cẩm nang các bí quyết sống khỏe, chăm sóc phòng tránh bệnh cho gia đình mỗi ngày. Tin mới nhất, nơi tổng hợp các tin xã hội, đời sống giải trí hot nhất 24 giờ. Chuyên mục tâm sự, chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, đặc biệt là các vấn đề liên quan chuyện thầm kín, tình yêu, hôn nhân gia đình. Hãy tải BadoVN này, link tải được đính kèm trong phần mô tả mỗi video. Chúc các bạn một ngày tốt lành, xin cảm ơn. Nguyễn Văn Phờ, 23 tuổi, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Công an tỉnh Đắk Nông, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của gia đình chị Lê Thị Thu Thảo, thôn Nam Tiến, xã Nam Nung, huyện Krông Nô, vợ của anh Trần Văn Lộc, công nhân thủy điện Rào Trăng Ba, phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh có liên quan, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng. Bước đầu, Phờ thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Thảo. Ngoài ra, Phờ còn khai đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân. Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, trưa 20 tháng 10, một số điện thoại tự giới thiệu tên N, trú tại Đà Nẵng, gọi cho chị thăm hỏi, động viên gia đình chị Thảo. Người này cho biết sẽ gửi ủng hộ 6 triệu đồng từ một tài khoản quốc tế và yêu cầu xác nhận đúng số điện thoại và số tài khoản của chị Thảo. Người này sau đó gửi tin nhắn chứa đường link và đề nghị chị Thảo nhập thông tin cá nhân, gồm cả mật khẩu tài khoản. Ngay sau khi nhập đủ thông tin, tài khoản của chị Thảo mất 150 triệu đồng. Tuy nhiên, chị Thảo may mắn được hoàn lại 50 triệu do lần giao dịch thứ 3 không thành công.